Hiện tại duy nhất số thực y thì điều kiện chứ kiện x cộng cộng y kiện bình lớn không cộng y lớn không như vậy là tuần này duy nhất số thực y là y lớn không á tương đương x cộng a cộng y bình cái này 1/2 đi ngoài là 2 không là y bình nhé. Chuyển qua mình sẽ đi về chương trình bậc 2 đối với biến y nha. Thì chương trình này trường hợp 1 có điểm kép đi chúng ta phải là 0 bình chữ x bình cộng 2 là 0 tương đương bằng trừ 2 trừ 2 thế vô thứ 1 này trừ 2 hoặc là thứ đây luôn trừ 2 thứ đây là gấp một cái y thôi và y dương nha. Chương trình 2 là nó hai nghìn cái nhớ là một y nó không y nó không y nó không mình sẽ lại nó không mình sẽ nhận được không đó là y hai y nó không y nó không